Làm thế nào bạn có thể bổ sung collagen đúng cách và mang lại hiệu quả cao? Muốn vậy bạn phải biết được các bí mật này. Bí mật thứ nhất đó chính là collagen không thể hấp thu được qua đường bôi ngoài da. Vì vậy các bạn đừng kỳ vọng vào việc sử dụng các cái sản phẩm chăm sóc da bên ngoài như là kem dưỡng da, sữa rửa mặt hay là mặt nạ có chứa thành phần collagen thì sẽ giúp cho việc bổ sung collagen thiếu hụt cho da của mình cũng như là làm tăng sinh collagen. Điều này là không thể xảy ra. Collagen chỉ có thể hấp thu qua đường ăn uống. Thứ hai, nếu như bạn bổ sung collagen mà không có vitamin C đi cùng thì quá trình tổng hợp collagen sẽ không thể diễn ra hoặc là diễn ra rất chậm, bởi vì vitamin C chính là chất xúc tác giúp chuyển hóa các axit amin thành các sợi collagen nhanh gấp 8 lần. Mà sau tuổi 25 thì cơ thể của chúng ta không tự sản sinh được collagen. Nếu như chúng ta bổ sung collagen không đúng cách thì cơ thể sẽ không tổng hợp được collagen. Đấy là lý do làm sao mà bổ sung collagen rồi làn da của chúng ta vẫn không được cải thiện. Bí mật thứ ba là bổ sung collagen bằng thực phẩm chức năng tốt hơn là việc chúng ta ăn các cái thực phẩm giàu collagen nhưng dưới dạng thô. Collagen có kích thước rất nhỏ nhưng lại có sức bền của thép. Nếu như nó không được tinh chế bằng các cái công nghệ tháo xoắn và cắt nhỏ ra thì cơ thể của chúng ta rất khó hấp thu để gan có thể tổng hợp ra các sợi collagen. Chúng ta cần phải lựa chọn collagen thủy phân làm từ da cá sẽ phù hợp và tương thích với da người tới 90% hơn là các loại collagen làm từ da gà, da lợn, da bò không tương thích với da người cho nên rất khó để hấp thu. Bí mật thứ tư đó chính là việc chúng ta phải bổ sung đúng hàm lượng mà cơ thể cần. Từ 25 đến 40 tuổi thì chúng ta sẽ bổ sung hàm lượng từ 4.000 đến 6.000 mg trên một ngày. Còn trên 40 tuổi thì chúng ta sẽ bổ sung với hàm lượng cao hơn 8 đến 12.000 mg trên một ngày. Muốn cho làn da luôn tươi trẻ, duy trì sức xuân, giảm nếp nhăn, làm chậm lại quá trình lão hóa thì việc bổ sung collagen là điều nên làm hàng ngày. Các chị em hãy lưu và chia sẻ video này đến bạn bè mình để cho nhiều người cùng biết uống collagen đúng cách, tránh việc lãng phí về tiền bạc cũng như là thời gian, giúp các chị em trẻ khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Linh Hương cùng gia đình bạn gieo hạt sức khỏe mỗi ngày.